Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bữa nay cuối tuần mà Sài Gòn mưa hoài luôn các bạn. Mời các bạn cùng ngắm khu vườn nhà mình nhé. Trời mưa thế này là mình thèm hến xào xúc với cơm nóng quá. Các bạn có thích ăn hến không? Hôm nay chúng mình sẽ cùng vào bếp làm món hến xào sả ớt nha. Và đây là nguyên liệu chính của chúng ta. Rổ hến của mình mua về đã được cắt vỏ và làm sạch. Đầu tiên thì các bạn hãy cho sả và ớt băm nhuyễn vào trong chảo dầu nóng nhé. Mình sẽ đảo sơ qua một chút xíu để cho sả được tỏa mùi thơm. Bây giờ thì mình sẽ đổ hến vào để xào. Đổ phần nước hến còn sót lại vào luôn nhé. Đảo sơ qua để cho hến và sả được trộn đều vào nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ ngâm vào một ít muối, một ít bột ngọt và một chút xíu đường. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên để cho hến được thấm đều gia vị. Sau đó mình sẽ xào đến khi nào nó ráo bớt nước là được nha các bạn. Chảo hến của chúng ta đã ráo nước rồi, bây giờ mình sẽ nêm một ít hành lá và tiêu. Vậy là món hến xào sả ớt của chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Trông thật hấp dẫn quá, bây giờ mình sẽ múc để ăn cùng với cơm nóng. Mình mời các bạn ăn nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.